Anh em chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chà TV nha. Hiện tại hai anh em mình đang có mặt ở một cái vị trí rất là đặc biệt và ghi hình cái câu chuyện ở đây và cái ngôi nhà này cho quý vị xem nha. Rồi bây giờ Duy Linh và anh Lợi xin mời quý cô chú anh chị bạn chúng ta cùng theo dõi câu chuyện này. Hôm nay tiếp tục chương trình, Duy Linh và anh Lợi xin gửi đến toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta nghe và xem một mẫu chuyện tại vùng đất Campuchia. Câu chuyện hôm nay chúng ta xem nhân vật trong ngôi nhà này còn rất là trẻ tuổi. Vì cô này chỉ có tuổi là mười mấy đôi mươi mà cô đã làm một cái người mẹ trẻ mà bị ma nhập. Câu chuyện này vì cái người này đã mất rồi nên mình xin phép gọi bằng cô chứ mình không gọi là bằng em. Nên quý vị đừng nhầm lẫn là cái câu chuyện này người lớn tuổi nha. Câu chuyện hôm nay chúng ta xem thì nó xảy ra cách nay gần 10 năm rồi quý vị. Cái cô nhân vật trong ngôi nhà này, cô đã sinh ra 3 người con. Thì tình tiết câu chuyện này như thế nào? Bây giờ Duy Linh và anh Lợi xin mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nha. Ngày xưa khi mà cô còn trẻ đó là cô bình thường, cô không có dấu hiệu gì bị tâm thần hết. Một hôm đó là cô đi chặt chằm thê cho người ta đó. Và cái nghề của cô là đi làm thê mà đi chặt chàm và đi rong những cây chàm đó. Và một hôm đó thì cô vẫn đi làm chung cùng với những người hàng xóm. Một người chặt một luống và cô vô một cái luống chàm đó cô chặt. Cô chặt từ sáng tới trưa. Và khi nghỉ trưa xong, ăn cơm xong, rồi cô trở ra chặt tiếp. Thì cái vị trí mà người chặt đó là người này cách người kia khoảng gần chục mét. Và khi cô chặt vô một cây chàm đó và cô thấy trong cây chàm đó máu nó chảy ra rất là nhiều. Lúc đó cô hết hồn, cô mới kêu người bạn kế bên qua coi. Rõ ràng là khi lúc nãy cô chặt thì cô thấy là trong cây chàm này máu chảy ra rất là nhiều. Nhưng mà khi kêu người bạn qua đó thì người bạn không thấy, cô này cũng không thấy luôn. Khi mà hai người nhìn không thấy xong, cái cô kia mới về bên cái lúa bên kia chặt và cái cô này mới chặt luôn cái cây chàm đó. Và cái ngày làm việc đó cô cũng vẫn làm tới chiều bình thường. Và sáng ngày hôm sau á, cái cô hàng xóm đi qua bên đây thì lại kêu cái cô này, thì cô này không trả lời mà đứng ngó chân chân. Và thường khi là đi ngang là cái cô hàng xóm đi ngang đây và dụ cô này đi, chờ cô này đi. Cái cô hàng xóm cũng ngạc nhiên lắm mà hỏi mấy câu không trả lời, nên là cô hàng xóm đi làm. Tới chiều về, cái cô hàng xóm này cũng ghé cái nhà này để xem tình hình của cái cô này như thế nào. Và cô này là ngồi rút trong một cái góc nhà mà không trả lời trả vốn gì hết. Và cái cô hàng xóm này thấy cũng khá là ngạc nhiên. Và sáng ngày hôm sau, cái cô hàng xóm này đi chung với một chú nữa. Và hai người mới ghé vào trong ngôi nhà này và hỏi thăm sức khỏe. Và tình hình cũng y vậy, hỏi là không trả lời trả vốn gì hết. Rồi cái cô hàng xóm và cái chú hàng xóm thì vẫn đi làm. Mà cái khu vực này là cái người Việt mình sống ở khu vực này rất là nghèo. Mà có khoảng mười mấy hộ trong cái khu vực này thôi. Và chiều hôm đó về đó là cái cô và cái chú hàng xóm đó cũng có ghé đây thăm cái cô này và thấy vẫn bình thường như vậy, cũng là ngồi góc nào một góc, ai hỏi gì không thèm trả lời. Rồi cái cô hàng xóm và cái chú hàng xóm đó thì cũng tỉnh thoảng mới ghé đây thăm một lần, bởi vì cái cô này có cái tâm trạng bất ổn mà không phải ruột rà nên là người ta cũng không quan tâm lắm. Và một hôm đó thì cũng có mấy cô chú ở hàng xóm cùng đưa cái cô này đến một cái vị thầy mà người ta chữa trị về bên tâm linh đó. Cái ông thầy đó, ông nói là cái cô này bị cái vong nhập nên là bây giờ chữa trị là phải mất nhiều thời gian và phải người nhà đưa đi mới được, bởi vì người dân thì người ta không có kỹ càng mà đưa đi hàng ngày. Một là chấp nhận chữa là chữa đi mỗi ngày, còn nếu không thì cứ để cô sống như vậy. Một số cô chú này quyết định là thôi đưa cái cô này về, bởi vì không có ai có thời gian rảnh đâu mà đưa cái cô này đi chữa bệnh hàng ngày. Và ngày ngày trôi qua. Và một hôm nào đó không biết, cái bọn xấu nào đó nó vào trong đây mà nó làm nhục cái cô này. Lúc đó thì không ai biết gì hết. Cái cô chủ nhà này cũng có là lúc tỉnh, lúc điên, chứ không phải là lúc nào cũng điên hết. Là khi cô tỉnh thì cô cũng nấu cơm, nấu nước, đồ ăn uống bình thường.
hàng xóm thì ghé cho gạo hay là cho thức ăn gì đó, thì cô muốn làm giờ nào đó cô làm, cô ăn đồ ngon, cô làm ngon thì ăn ngon, làm dở thì ăn dở. Thỉnh thoảng thì vài ngày hàng xóm ghé đây thăm một lần. Bởi vì Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô các kính thưa các vị gia chủ nhà ở đây. Hôm nay anh em con xin phép vào đây để mà trước tiên thì thắp cho các vị ba cái nha, và đồng thời xin phép các vị cho anh em con ghi hình cái câu nha, và anh em con xin phép các vị để ghi hình cái ngôi nhà này thì gửi đến cho mọi người xem. Bây giờ anh em con sẽ quay phim cái ngôi nhà này nha quý vị. Thỉnh thoảng thì vài ngày hàng xóm ghé đây thăm một lần. Bởi vì những người mà Việt Nam sang bên Cam này định cư ở đây nên là số lượng cũng ít, nên là mọi người cũng nhìn ngó với nhau một chút xíu và lo lắng với nhau chút xíu. Và thời gian trôi qua mấy tháng sau thì bỗng nhiên cái cô chủ nhà này cái bụng to ra, và các cô ở hàng xóm đó là dạch bụng lên xem thì chắc chắn là cái người phụ nữ này mang thai rồi, nhưng mà không biết bào thai này là của ai thôi. Mà bây giờ cái bụng nó rất là to rồi, và mọi người quyết định là để cho cô này sanh luôn chứ đâu còn cách nào giải quyết gì nữa. Khi mà cô sinh ra đó là cô sinh ra ba người con gái luôn, ba người con gái rất là dễ thương, và những người chung quanh đây cũng chung tay mà giúp cô để mà sanh nở, và cũng lo lắng cho cô, thay phiên với nhau mà giúp đỡ cô mỗi ngày. Thì cô sanh được một tháng mấy, khi các em bé này được một tháng mấy tuổi thì bỗng nhiên mất tích một em bé, là lại còn lại là hai em bé. Cô này cũng bị tâm thần nhưng mà cô vẫn lo cho các em nhỏ này. Nhưng mà khi mất một đứa trẻ đó, không biết là người ta bắt cóc hay là cái cô này đem liệng xuống sông thì không ai biết hết. Các cô hàng xóm cũng báo cho chính quyền ở địa phương